Xin chào mọi người. Cái video này là một cái video quan trọng cho tất cả thành viên nhóm của Tiền Academy, cũng giống như là fan đang đứng bên ngoài và muốn tham gia nền tảng. Thì đây là một video công khai tuyên bố tất cả những cái giá của tất cả những dịch vụ đã được lên giá. Lên giá như thế nào thì cái bảng giá nó nằm ở trên mạng, bạn có thể liên lạc nhân viên để lấy cái bảng giá. Nhưng hai ngày kế tiếp, có nghĩa là thứ Bảy và Chủ nhật, thì tất cả những cái giá đó sẽ được giảm 50%, ngoại trừ cái lớp masterclass. Giá của bảng giá của Spot sẽ được giảm 50. Spot nó có video hoặc tin nhắn. Tương lai sẽ được giảm 50, và giảm 50. Đầu tư dài hạn sẽ được giảm 50, ok. Masterclass thì không có giảm, và tư vấn sẽ được giảm 50. Thì về bảng giá, bạn nhắn cho nhân viên giúp mình để lấy bảng giá. Những cái sự giảm giá 50% đó chỉ xảy ra thứ Bảy và Chủ nhật, thì bạn có tới 2 ngày lận. Cho những người nào đã tham gia cái nền tảng này tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ rồi, thì bạn biết cái tín hiệu spot của mình nó chuẩn như thế nào. Có những người người ta làm ra được cả tỷ như vậy, trong một ngày như vậy, thì tăng giá một chút xíu cũng không có là một cái vấn đề lớn cho họ. Nhưng những người nào mà vừa rồi cập nhật tín hiệu với bên mình mà không biết sử dụng nó hay là không sử dụng nó, thì đây là một cái cơ hội để bạn có thể rời bỏ nền tảng, ok. Tín hiệu spot của mình nó lên tới 90-95%, ok, từ tháng 1 năm 2023 đến giờ. Thì đó là cái danh sách vừa rồi. Và không chỉ là mình nói không thôi, mình chia sẻ cho bạn những cái cách làm sao xác thực cái tín hiệu của mình. Và bạn có thể lên tên trên nền tảng Tiền Academy YouTube để coi cái video 16 phút, sau đó bỏ thời gian ra xác thực tín hiệu. Thì giá đã được tăng, nhưng hai ngày kế tiếp thì nó được giảm 50%. Thì cho những người nào muốn tham gia thì đây là cơ hội rẻ để tham gia. Nhưng sau đó, sau ngày Chủ nhật thứ Hai bắt đầu là cái giá nó đã tăng rồi, ok, tăng rồi. Thì đó là vậy nha. Mình muốn cho bạn một cái gọi là một cái cửa, đúng không, hai ngày như vậy, một cái window như vậy để bạn có thể nhảy vô đăng ký. Còn sau đó giá là giá ở trên mạng, không thay đổi, ok. Thì cho thành viên nhóm bạn đã tham gia cái nền tảng này tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, thì bạn biết nó chuẩn như thế nào. Thì đây là cơ hội bạn có thể gia hạn với giá rẻ. Còn sau đó là cái giá nó nằm ở trên mạng, không có thay đổi nghe. Mình nghĩ là cái giá trị mình cho đi rất nhiều cho những người nào biết nó là gì, ok, biết cách áp dụng nó để có thể có được tự do tài chính trong những cái tháng và những cái năm tới đây. Còn nếu bạn không biết áp dụng cái giá trị bên mình cung cấp thì mình nghĩ là cái cuộc sống của bạn sẽ rất là mệt mỏi trong những cái tháng và những cái năm tới đây, ok. Thì nó là vậy. Cho những người nào mới bước vô thị trường này, không hiểu mình đang nói cái gì, thì bạn có thể lên trên nền tảng Tiền Academy YouTube. Tiền Academy YouTube coi những cái phát trực tuyến, coi những cái video mình đẩy ra 4, 5 rưỡi, 5 năm để bạn có một cái kiến thức cơ bản đã trước khi tham gia nền tảng. Thì nó là vậy, ok. Chuẩn bị tới đây mình nhảy vô lại, mình sẽ đẩy ra cái tín hiệu BTC cho bạn và tín hiệu đồng Fed cho bạn. Biết rằng thứ Bảy và Chủ nhật thì thường mình sẽ không có làm, nhưng mình vẫn sẽ đẩy tín hiệu ra cho anh em để chốt đơn. Rõ ràng thứ Bảy thì nó sẽ chậm lại một chút xíu, thị trường sẽ chậm lại, nhưng ngày Chủ nhật, cuối ngày Chủ nhật thì nó sẽ bắt đầu gọi là bay bổng trở lại ngày cuối ngày Chủ nhật. Vậy thôi, xin chào mọi người, bye bye.